Chào mừng các bạn đến với du lịch và trải nghiệm cùng với gia đình của Lực và Jenny. Hôm nay cả nhà mình có cơ hội đến thăm cái viện bảo tàng Doraemon thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Và thực tế là hình ảnh mà mình chia sẻ với các bạn đó không phải là ở bên trong viện bảo tàng, bởi vì viện bảo tàng thì không cho phép quay phim và chụp hình. Nhưng mà ở đây là khu vực mé bên ngoài thì người ta sẽ dựng lại những cái mô hình của Doraemon, những cái sinh hoạt trong cái câu chuyện của Doraemon để cho các bé thiếu nhi có thể đến đây và chụp hình tham quan, thì như là tái hiện lại trong một cái câu chuyện của Doraemon rất là đặc sắc. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn trong những trường hợp là các bạn không hiểu về câu chuyện của Doraemon là gì. Thì chắc hẳn tuổi thơ của nhiều người trong chúng ta đều gắn liền với hình ảnh chú mèo máy thông minh trong bộ truyện tranh nổi tiếng của Doraemon của tác giả Fujiko. Đó là một bộ truyện tranh ra đời tại Nhật Bản, nhưng không chỉ giới hạn ở phạm vi trong nước mà Doraemon đã được đông đảo thiếu nhi trên toàn thế giới đón nhận và yêu thích. Với những ai đó có tuổi thơ gắn liền với chú mèo mái và hẳn đều ao ước có một lần được gặp gỡ những nhân vật trong tác phẩm và chiêm ngưỡng những món bảo bối thần kỳ của Doraemon, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn. Thì nếu vậy thì hãy đến với bảo tàng Fujiko ở bang thành phố Kanagawa, chính là địa điểm tuyệt vời để các bạn biến ước mơ đó trở thành sự thật. Thì để mình giới thiệu về cái bảo tàng Fujiko Doraemon này. Thì bảo tàng Fujiko này khánh thành vào tháng 9 năm 2011 tại thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa, cách trung tâm thành phố của thủ đô Tokyo khoảng 40 phút đi tàu. Thì bảo tàng này gồm 3 tầng, mỗi tầng đều được thiết kế và trang trí theo chủ đề của Doraemon. Tầng 1 là khu vực triển lãm chính với khoảng 50.000 vật dụng được trưng bày liên quan đến tác giả Fujiko, là cha đẻ của chú mèo máy thông minh này. Tiếp đó là tầng thứ 2 về thư viện sách và truyện Doraemon, nơi mà bạn có thể tìm về tuổi thơ qua những trang truyện về Doraemon. Tầng thứ 3 là khu vực vui chơi ngoài trời, các quầy lưu niệm và có một cái quán cà phê để bạn có thể nghỉ ngơi thư giãn sau khi tham quan toàn bộ cái bảo tàng Doraemon này. Khác với những khu vui chơi giải trí khác, vé vào cửa sẽ không được bán trực tiếp tại bảo tàng mà cần phải đặt trước trên mạng hoặc mua từ máy bán vé tự động Lobby tại cửa hàng tiện lợi Lawson. Tuy nhiên, vé đặt trên mạng thường có giá đắt hơn, vì vậy tốt nhất là bạn nên mua tại Lawson nếu muốn tiết kiệm được chi phí. Mình sẽ kết thúc video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình.